Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Right, ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu đến với trận đầu tiên nào mấy bạn ơi. Thì như bạn đang nhìn màn ở trên màn hình thì mấy bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta đang có 5 thí sinh ở đây. Trong đó là có Phong Cận TV là đang đóng vai là một con bò tót. Ok, kế bên mình chính là bạn Kyron đang đóng vai là lực sĩ. Bạn cá mập kế bên là Sammy. Còn các bạn cá mập bạn này bạn gấu hả? Bạn gấu xanh lá cây bên đây là bạn Camui. Còn các bạn sau lưng của tôi á, các bạn thấy không? Đó chính là bạn Simmy nha các bạn nha. Ok, và chúng ta cùng nhau bắt đầu vào game nào. Let's go. Rồi, chúng ta bắt đầu trận đấu nào. Ủa mà khoan, từ tại sao? Tại sao tôi lại là con bò màu đỏ vậy? Ủa? Sao mình đi là đội màu vậy? Kyron màu xanh chương. À, vậy là bây giờ là Kyron là màu vàng đồng đội với tôi rồi. Chém ơi, chém làm gì vậy? Ủa, Kyron màu vàng. À. Cá mui màu vàng hả? Giết màu vàng coi, giết màu vàng. Chuẩn tim. Chuẩn. Quýnh vào cá mui đi đây. Đúng rồi. Tôi ghét chữ tim lắm. Né ba xuống. Tôi sẽ đánh vào vàng. Có. À, Sammy cá mập kìa. Skin cá mập kìa. Cá mập con đu rồi. Cá mập con đu. Xuống dưới đây. Mui xuống dưới. Yeah. Tôi trời, đừng mui xuống dưới rồi. Tôi trời, mọi người xuống dưới hết rồi. Đâu. Hay quá không ơi. Còn mà cá mui kìa. Còn mà cá mui. Còn mà cá mui kìa. Còn mà cá mui. Hay quá bạn ơi. Trời ơi. Quá xịn. Phong đẹp trai đã win. Dạ. Yeah. À Sammy hả? Sammy. No. Trời ơi, chết queo rồi Kai ơi, để mình theo dõi Kai Ron nè. Kai Ron đây, cố lên. Mình đi rồi hả? Mình đi rồi. Sao? Đi mạnh nè. Trời xuống. Trời xuống, đúng rồi Kai, trời xuống. Một mình chấp ba. Này thì một mình chấp ba. Nhanh đi. Kyron đón lại thắng Kyron nha. Ô, Sammy ra rồi. Ủng hộ Simmy. Simmy cố lên. Simmy cố lên. Buông tay ra, được. Simmy buông tay ra. Đấm lại đi. Từ Sammy ra thì ai thắng cũng được. Cặp đôi bạn thân Phong Cận và Kyron đã Phong Cận và Simmy đã thắng. Hey, no. Đừng mà. Leo lên. Đúng rồi, leo lại. Mình đang cố gắng nắm cái bóng này, mày thấy không? No, mình té. Leo lên lại. Ok. Ông ơi, mày thấy mình không? Kyron. Simmy, cố lên Simmy. Ủa sao bạn chìm xuống rồi Kyron? Còn Simmy hả? Simmy là ngưỡng tên ai được. À, rớt rồi, đúng không? Đắm xuôi, ai. Đúng rồi. Sao bắn lên được vậy, Đắm nè, đắm sim. À, mèo Simmy, ai da. No. Mèo Simmy á. Cuộc đấu giữa hai người bạn thân. Anti fan và Phong Cận. No. Đừng Simmy, Hai cho mình Simmy. Đừng nhấn mặt. Đừng. Thôi sao anh em mình chị em là chơi team rồi, anh em mình chơi team luôn cây ơi. Sự tôi nghiện rồi, anh em mình là mấy cung sam đội cá mập sam đi cá mập. Ấy ơi, tôi xỉu rồi. Đi xuống đừng có nói nhiều. Đi xuống đi chị gái. Sammy hả? Xuống dưới đi. Ôi trời, sam không xuống à? Lâu. Đánh nhau nè, cuộc đấu kinh hoàng. Đánh không rồi. Xỉu hết rồi. Xỉu ơi, mui ơi, đừng mui ơi. Mui ạ. Cả mui, đi ra đây em. Mui ạ. Tiểu mui à. Tiểu mui. Phong xoái ca nói thì cơ. Hay quá ca ơi. Anh sợ à? Đừng có đánh Phong Cận. Chết thật à, ai dám cho Cây ơi. Hay quá Cây ơi. Thôi
ơi, trò tiếp theo là ôi ca mui phía trước kìa cây, đánh bà. Nên giảm nhỏ tiếng xuống nha các bạn, không thôi là ba mẹ chửi á. Trời ơi, Mui Mui thì đoàn mình giúp người ta mà giờ cho tới giờ chị chưa có cái điểm nào đó. Mui chưa điểm em nào ơi, nãy chỉ có một trận đầu rồi em ơi. Chẳng qua đây là mình làm mới thôi em ơi. Ủa trận đầu nào ơi? Ta trận nào trận đó đâu có bỏ vô video đâu chị. Có ai nhớ đâu, có ai nhớ đâu. Cứu mẹ, cứu Simmy mẹ. Simmy đứng lại, Simmy đứng lại. Chị đây, chị đây. Cứu, chị đây, cứu nè, cứu. Ủa, ai à, mình xỉu rồi cái đây. Mùi, mùi à, mùi. Xích ra. Xuống dưới đi. Ây à, ây à. Xuống dưới cho mình đi Sim. Rồi, Sim xuống dưới rồi, Sim xuống dưới rồi. Sim xuống dưới rồi. Cái ơi. Rồi, xong luôn, mình đi luôn. Đấm sao, đánh sao, đánh sao, đánh sao, ây à. No, 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 no. Hay quá cây ơi, thấy không? Cây ơi, mình thấy không? Cây ơi, thấy không? Quá đẳng cấp, cái này gọi là đẳng cấp. Ném xuống nè. Ôi ơi. Hay quá. Hay quá mọi người ơi. Hay quá mọi người ơi. Hay không cây? Bạn tự hào cho mình không cây? Quá là đẳng cấp. Đẳng cấp số 1 thế giới. Yes. Chị không biết né hả? Oh my god. Rồi xong. Cái má này mới là cái má mà tôi ghét nhất nè. Cái này mới là cái mình ghét nhất nè. Em biết giờ Simmy, sao Simmy kẹt ở dưới rồi, Simmy kẹt ở dưới rồi. Cứu không? Cứu vậy ra. Cứu nè, cứu ơi Mùi, Mùi cứu. Ấy da, bác xỉu ơi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi Phong Cần. Mình đánh Simmy xuống rồi Phong ơi, mình đánh Simmy xuống rồi. Hay. Xỉu xuống rồi á. No, no. No, no, no. Cây ơi, cây ơi. Ồ. Khó dữ, khó dữ. Mày yên tâm nha cây, mình làm được, mình làm được. Cây thế à? Cây thế mình với bạn đều té vậy. Wow, wow, cảm ơn nha trời. Cảm ơn. Cây thiệt. Cây thiệt. Cây thế à? Cây thiệt ơi. Không sao, không sao, bà Mui mới được một điểm thôi, không sao cả. Mình với Sim đang cân bằng nhau nè. Ok bạn, ok bạn. Mình là cho điểm nè. À, kế bên ca mui luôn, đứng kế bên ca mui luôn. Oh my god. Sao? Mui, Mui làm gì em? Cười gì Sam? Mui làm gì em? Cười gì Sam? Mui chết rồi. Ôi, no, 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 tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Trời ơi. Ủa cây đang làm gì cây? Mình đang cố gắng trụ lại, mình đang cố gắng trụ lại. Cây vẫn còn, cây vẫn còn sống, chưa được chị em. Cây đâu vậy? Cây dưới này, cây dưới này luôn. Cây đi, cây đi, cây đi, cây đi. Em sắp phải sống rồi. Rồi, cây sắp té rồi. Rồi, cây té mất tiêu rồi. Rồi, xong cây té mất tiêu luôn rồi. Ok, rồi còn Simmy và Ca Mui. Ôi. Xin cầu thế. Nhưng mà thôi, xin thắng, tôi sẽ để xin thắng. Tôi không thắng được. Simmy thắng rồi. Ủa, Sim đó, 3 điểm mà. Ủa, 3 điểm là thắng hả? Bây giờ bọn mình lại có được cái màu chuẩn này nè. Màu của mình là màu xanh đâu? Dương nè, yeah, màu cây đen màu đỏ nè. Giờ mới chuẩn màu. Rồi chuẩn màu rồi nè, giờ là dễ phân biệt rồi nè. Spider-Man gì? Spider-Man gì? Mui không? Ca Mui. Ca Mui ở đây, Ca Mui ở đây. Chị đấm ai? Ai à? Sao mày đấm mình cái đó đây? Sao mày đấm mình? Ở đâu? Mình có đấm mày đâu? Đây, mình đang đấm Sammy, mày đi bỏ lên ra. Ủa? Không phải màu hả? Ôi, ôi quay đi. Sao? Không phải. Khoan từ mọi người. Sao pha hồi nãy tôi bị chọi một phát một văng xuống tuốt ngoài biển luôn. Đã đéo. Ok rồi không sao okay. Còn ba chị em đó quýnh đi. Ôi 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 ô
chị không thích mình rồi. Ai sẽ là người thắng đây? Simmy hay là cá mui? Dậy dẻo quá. Dậy mà dậy cái dậy quá trời luôn rồi. Mà dậy dễ sao có hiểu mà dậy. Mà dậy ôi rồi xin mời bác xỉu rồi. Xin mời không hiểu sao nhưng mà tự nhiên Sim hay Sam thắng mình thấy bình thường, còn Mui thắng mình thấy cay quá cay, cho nên là Sim thắng thì mình ủng hộ nha. Ôi cái này là tí nữa cái tàu nó qua nè, nó qua cản đảm nè. Sammy á, Sammy đây đây, Sammy đây đây. Ê, Mui đi trốn rồi kìa em ơi. Mui chạy rồi kìa. Kệ Mui, tí nữa xử bả sau. Ê, đứng xỉu ơi. No, Sam ơi, đừng đối xử với Phong vậy. Em cứu bạn. Mày quá. Sammy. Thôi rồi, cay. Bây giờ á, để tránh mất tình cảm á, thì bây giờ cay đánh Sam đi, để mình đánh Sim. Được, để mình đánh Sam cho. Sammy. Ê, à. No, Sim ơi. Sam ơi, tha cho mình. Tôi, cay ơi, mình hy sinh nha bạn. Mình hy sinh nha cay. Ủa khoan, không được. Bà Mui thắng. Không được, bà Mui thắng. Lại. Bà tới. Sim, bỏ mình ra. Sim ơi, bỏ mình ra. Ủa, đi luôn hả? Hai người đi luôn hả? Mình đi rồi, cay ơi, Sim ơi kéo mình lại rồi. Cà Mui xích ra, cà Mui đi luôn. Con cay ơi, con. Ui trời. Ôi chết xỉu, chết xỉu. Dạ, mình sẽ cho Sammy biết thế nào là baby đu 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 đu. Trời, cá mặt đu 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 hả? Ui, sạch cay mây quá à. Tỉnh dậy đi mà. Tỉnh dậy đi. Ừ đúng rồi, tỉnh dậy đúng rồi, phải tỉnh dậy chứ. Rồi leo lại cay, leo lại. No. Hay quá cay, hay quá cay. Bỏ cái tay ra sao ơi, bỏ cái tay ra. Không bỏ ra thì đấm. Hay quá cay ơi. Rồi xong rồi. Sammy xỉu rồi, đấm cay. Nếu mà Sam không thắng được á thì mình không thắng được thì mình cũng không cho Sam thắng đó. Đúng. Quá ngầu luôn cây con. Đừng. Để mình cứu bạn. Cứu mình. Leo lại Phong ơi, leo lại. Leo lại đi Phong. Đi xuống đi bôi. Em kéo đi. Kéo bà xuống. Trời ơi, đi xuống rồi nè. Kéo bà xuống. Mui ơi. Hay quá. Cái đó. Thanh Kiều bro. Bà rô của tôi. Bạn là bà rô của tôi. Yeah. Mui. Phong xoáy ca và tiểu mụi đang đánh nhau. Ê, xí bà. Thả ra. Phong xoáy ca lại đây, em bảo là anh Phong xoáy ca. Bảo gì? Ây da, đâu á. Tại sao anh đánh em của em? Ây da, đâu á. No. Mui ơi, đừng. Tại sao vậy? Ê, lộn. Xin lỗi cây. Mình xin lỗi cây. Mình nhầm người cây ơi. Mình xin lỗi cây. Bậy quá mày ơi. Trời ơi. Cây đã bảo bậy rồi còn không nghe. Không sao. Tôi thà để cho Sam thắng. Không để cho bà Mui thắng. Hy sinh bạn để gọi là giúp cho Mui thắng. Trái tim tôi thuộc về hội chị em hiểu không? Tôi phải giúp cho hội chị em chứ chả. Vậy thì hãy xem đi. Xíu rồi. Nào lý tường. Ủa sao cái đầu tôi bé vậy? Sao cái đầu tôi dài vậy? Ủa cái đầu sao dài vậy? Sao vậy, tôi chơi game này dở quá vậy? Trời ơi. Thôi cái ơi. Sao cái tay mình
thua rồi Kai ơi, mình thua rồi. Ủa ơi, bạn để lại mình gọi là solo 3 luôn hả bạn? Bạn để lại mình một mình chấp 3 luôn hả? Xin lỗi bạn. Xin lỗi bạn rất nhiều. Hôm qua mình nói từ từ. Cái gì? Đang vui. Đây đây đây, để em qua. Để đi. Đấm. Hay quá Kai ơi. Hay quá Kai ơi. Đúng rồi Kai ơi. Leo lại đi. Không leo lên được. Rồi còn xem mi sa mi nè, còn xem mi sa mi nè. Con này chơi sao trời. Nhảy qua. Ui. Ok. Rồi đánh đi ơi, đánh đi ơi. Đánh. Alo, xin mày kiểu chơi đòn tâm lý. Ui. Chị tả tay em ra đi. Ok. Xin mày hay sao mày đây? Ủa phong này hả? Không, tôi đang đi kiếm anh em của tôi. Trời ơi. Ê, tiền tôi bị té. Xìm. Cái đi kiếm anh em. Ủa gì vậy? Chuyện xảy ra vậy? Sợ quá. Anh ơi, em phải thấy cái kiếm anh em bằng cách là nó xuống nữa. Mình được kiếm anh xuống cái mình té luôn Phong ơi. Yên tâm, có mình ở đây. Mình một mình cân ba nha, bạn yên tâm. Ây da. Một mình cân ba. Chuyện sao vậy? Chị là một mình cân ba nè. Không ghê, không cay thôi. Đấm mặt xuống. Ôi, đấm mặt xuống. Đấm mặt xuống. Giúp cái gì? Tôi xử bà thôi. Bây giờ tôi xử hai người luôn. Đúng rồi. Sim mi hả? Ây da. Nhảy lên sim. Đợi không? Đợi. Đúng rồi. No, sim mi. Đợi nè. Lên lại Phong ơi, lên lại. Hay quá. Thả xuống. Xuống thì sao ơi? Ôi, Sam ơi. Hùng cái nè. Cái xúc xích đè đầu tôi. Cái ơi, sao bạn quýnh mình? Xin lỗi, mình đang chơi lại à. Đánh vào mùi. Đúng rồi. Ôi, đang 1-2. Chị em là tôi vậy. No. Trời ơi, chết rồi. Bà mùi còn sống rồi. Ôi, rồi, chết rồi. Rồi, còn chị em Sim Sam. Ui. Sam đi. Sam may hay Sim may đây. Sam chờ xíu. Sam vẫn được. Đem giúp chị. Chị là người rất là tốt. Chị cầu gì? Rồi xin té luôn. Đẹp ơi, Sam có đẹp ơi. Khai ơi, cái mũi tới Khai ơi. Nè, là sao? Muốn sao? Nấu nhiều. Làm gì? Nấu nhiều. Mình kéo bạn theo luôn. Khai ơi, cô ơi. Hay quá. Nấu nhiều. Hay quá Kai ơi. Đỉnh quá. Chơi game nó vậy đó. Đỉnh. Phải như vậy Kai ơi. Nãy giờ có cái màn không có là cái màn mà tuột á. Ủa rồi cái này có thật Kai ơi, xử sim. Xử sim Kai ơi, xử sim. Sim mi. Ủa sim. Có cái màn cuối xuống nha. Phải từng. Nhớ nha. Cần châu cuối xuống, cần châu. Kai ơi, sao mày nắm mình. Cần châu là xuống à. Không. Tức quá. Tôi nghĩ là nó sẽ có cái gì đó nè. Kai ơi, yên tâm đi, có mình. Sư bạn. Ê, có cái bảng kìa. Rồi. Cô xuống đây bơi. Cô xuống Kai. Đúng rồi, cô xuống. Đúng rồi. Phải không? Trời, cái gì vậy? Trời ơi. Cay thế nè. Cay đòn dướng cái mông, cay đòn dướng cái mông. Trời, chắc chắn không phải là chị rồi, yên tâm. Đúng rồi, chị. Ê, Kai ơi, mình cứu nhau. Cho cá mập đu nè, cá mập xuống đâu, xuống đâu. Ôi, xuống đâu bạn ơi. Ôi mình bay nè, mình đang bay nè. Mình với Sam bị hút vô cái máy rồi. Bay màu luôn. Cánh bay kìa. Sim mi. Tận về đi mua ơi. Sim mi. Đợi bay. Bạn nghĩ mà làm được gì mà nè? Không cần.
làm cái gì á? Làm cái này nè. Làm cái này nè. Ê! Nó xuống đâu? Xuống đâu? Ê, chịu lại, không ơi, chịu lại. Một lần đấu hay một lần đấu? Bỏ tôi ra. Cái này là trận nảy lửa rồi, cái này là trận nảy lửa này. Rồi, trận nóng bỏng nè. Đúng rồi Sim ơi, đúng rồi Sim ơi. Ây à, mình ngất xỉu. Đúng gì Sam? Ê, Sim ơi, làm gì Mui? Cá mập nướng nè, cá mập nướng nè. Này thì cá mập nướng nè. Khủng long. Cho cà gót, cà gót nướng nè, cà gót nướng ơi. Gấu tuyết nướng. Gấu tuyết nướng. Còn bạn ơi đó Phong ơi, còn bạn ơi đó. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy nè. Ôi ôi. Tránh ra. Rồi cái đầu. Một sao thôi, tôi hoặc Mui hoặc Kai là chỉ còn một sao thôi, là coi như sẽ có người quyết định là người đó thắng nè. Ok. Bây giờ anh em mình phải thắng được không? Anh em mình phải thắng nha. Một trong hai anh em mình nha. Để chị giúp em. Sửa bằng Mui trước, bằng Mui nguy hiểm, sửa bằng Mui trước. Kai ơi, Kai ơi, mình chỉ nè. Bây giờ bà Mui bằng điểm một mình đúng không? Thì bây giờ để mình hy sinh, mình nắm bà Mui mình kéo xuống dưới trước. Rồi còn một mình bạn thắng hay thua gì cũng được, không sao. Bạn ơi, đừng có hy sinh bạn ơi. Sao kéo mình đi. Ôi, Kai ơi. Cái gì? Hay quá anh ơi. Sam cho mình đi luôn rồi. Sam cho mình chơi về với các bụi rồi. Ê, yên tâm đi, có mình đi. Bơi về được không? Bơi về được không? Cố lên. Không được đâu. Không được đâu. Hả? Không được đâu. Không được đâu Mui ơi. Không được. Ấy da. Ủa? Không rồi. Ủa sao em tự chìm xuống biển rồi? Ủa? Xin mời chỉ một điểm nữa thôi. Ê, không nha. Chơi đàng hoàng. Chơi đàng hoàng, chơi kiểu vậy là không được nha. Đúng rồi, chơi đánh nhau đàng hoàng chứ trời. Ủa, thế ai lúc nãy bảo là sẽ hy sinh kìa, kéo Mui xuống là ai ạ? Ủa, lúc đó là vẫn đánh nha, vẫn đông người nha, vẫn đánh nha. Còn bây giờ chơi, tiện chơi kiểu này, trời ơi. Rồi đánh đi. Sim ơi, nếu như bạn thắng, mình sẽ ban cho tài khoản của bạn 10 triệu. Cái gì? Đâu, Sim ơi. Đúng rồi. Bạn cũng phải thắng chứ, bạn còn một điểm thôi, bạn cũng hòa mà, cố lên Sim. Kai ơi, cầu nguyện đi, Kai ơi, cầu nguyện đi Kai. Timmy sẽ đánh, Timmy sẽ đánh mạnh quá. Đánh đúng mạnh luôn, tôi thật luôn. Ê, nhưng mà sao buồn quá, tự nhiên cái nãy hồi nãy tôi bị lắc mọi người à, cay thiệt chứ, tôi bị lắc, tôi bị lọt xuống dưới. Tim ơi, tỉnh dậy đi bà, cay tin tưởng sẽ có thể thắng được chuyện này. Trời ơi, cay quá. Trong đây làm gì có quăng bà chị. Sim mà thắng trận này, Kai sẽ mua cho Sim gọi là thật nhiều đồ ăn. Cố lên. Thật là gì đó. Bọn mình đã chơi xong trận Gambit của chúng ta ngày hôm nay rồi. Thì
Thật sự là tôi ước gì một ngày nào đó team tôi có thể có một ông nào đó, ông nam nào đó vô giúp bọn tôi. Không biết là đến bao giờ đây. Tại vì á, bọn tôi là chỉ có hai người thôi. Bọn tôi chỉ có hai người thôi. Còn chị em ba người không cân sức các bạn ơi. Mấy bạn ạ. Còn nếu như mà, còn nếu bạn nào kêu rằng là chị em là con gái thì đừng có đấu gái gì hết trơn á. Con gái con trai chơi game cũng vậy hết trơn á. Trong game là cùng một sức mạnh với nhau đúng không? Cùng một thể lực với nhau. Đúng vậy. Đúng. Chừng nào mà quýnh lộn ngoài đời thật đi. Mày nói. Buồn quá. Ôi bạn ơi, bạn nếu như bạn nào mà muốn trận sau sẽ có thêm được cái sự xuất hiện của anh Mr. Dịch thì bạn hãy nhớ like cái video này tôi. Nếu như video này đạt được 10.000 like thì trận sau sẽ có anh Dịch xuất hiện nha. Anh Dịch sẽ là trong team của bọn tôi. Anh Dịch sẽ bảo vệ bọn tôi. Anh Dịch sẽ không để bọn tôi bị ăn hiếp gì nữa. Anh Dịch đây. Giúp bọn em đi đây. Rồi, ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng rất là dài rồi cho mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Bye bye. Hello team, hello team.